gậy không cứng anh dùng tay được không hả em à, tất nhiên là có được anh nhá à, gậy không cứng anh có thể dùng tay hoặc có thể dùng lưỡi tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời cho anh thôi còn về lâu về dài thì người phụ nữ sẽ cảm thấy chán trường vô cùng à, thay vì cái việc đó là mình dùng tay dùng lưỡi thì mỗi ngày anh sử dụng giúp em hai viên uống hào vương ngũ ích của nhà em nó sẽ làm cho anh cứng tốt hơn, bổ sung hóc môn testosterone vào cơ thể, giúp anh cương cứng tốt hơn và sẽ không còn bị là đang trả bài mà bị xìu hoặc là gậy không cứng nữa đâu anh nhá. Cho mình một hộp cao xìn xú dùng thử. Thử là thử thế nào? Mình phải dùng thật chứ thử là sao hả anh? Một hộp cao xình xú của nhà em thì chỉ có 250 nghìn thôi Anh dùng từ 15 đến 20 lần Và thông thường từ lần đầu tiên anh sử dụng nó đã lên trên 20 phút là chuyện bình thường rồi anh nhá à, Còn nếu như mà anh cần em hỗ trợ tư vấn riêng về cái dòng này Thì anh có thể nhắn tin vào fanpage cho em Hoặc nhắn tin vào zalo cho em cũng được anh nhá Em ơi khi vào thì nó to mà sao cứ càng lâu thì lại càng mềm dần vậy hả em Đối với những anh mà bị tình trạng như thế này thì gọi là yếu sinh lý hay còn gọi là rối loạn cương cứng anh nhá. Với cái tình trạng này thì thông thường là khi mới vào thì cứng rất là tốt nhưng nếu như anh giảm cái tốc độ dập với bạn gái thì cái độ cứng nó sẽ giảm dần giảm dần và đôi khi có những anh thì bạn gái lại phải làm tình lại thì mới có thể cứng lại. Đối với những cái tình trạng này thì anh cứ nhắn tin riêng cho em nhé. Em sẽ hỗ trợ anh làm thế nào để nó cứng đe, cứng đét, vẫn to, vẫn sung và vẫn sướng. Và chắc chắn là sẽ cải thiện hoàn toàn cái tình trạng yếu sinh lý của anh, anh nhé. Anh bị mềm thì nên dùng xìn hay là hầu vương hả em? Cơ chế của xìn đó là làm giảm độ nhạy cảm ở đầu cần gặt số của anh. Mà khi hiện tại anh đang bị mềm tức là độ nhạy cảm của anh đang được giảm xuống xuống dưới mức bình thường anh nhé. Nên trong trường hợp này nếu như anh dùng xìn nó còn làm anh khó cứng hơn Trong tình trạng của anh đây là tình trạng rối loạn cương cứng Thì anh sử dụng giúp em hào vương ngô ích nhá Nó sẽ bổ sung vào cơ thể của mình uh, kẽm này Gia tăng hóc môn testosterone và từ đó làm anh cương cứng tốt hơn và cải thiện tình trạng mềm của mình nhá Còn nếu như anh thật sự cần em hỗ trợ và tư vấn thì cứ nhắn tin riêng cho em, em sẽ hỗ trợ anh anh nhá Em nói thật có lần sử dụng cao xìn được 1 tiếng 15 phút bồ em 3 ngày hôm sau vẫn còn đau chân Khiếp Chị đã bảo rồi dùng xìn thì phải dùng nó đủ thôi Nó lên khoảng 20-30 phút thôi là được Chứ em lên một tiếng 15 phút Đến chị chị còn sợ chứ huống hồ là bồ em Như thế thì khô gần chết hả Nên em lần sau phải sử dụng đúng cách lên khoảng tầm 20 đến 30 phút là có một cuộc yêu hoàn hảo rồi chàng trai nhá Còn anh nào đang bị xuất sớm và ra sớm cứ nhắn tin em Quỳnh hỗ trợ nhá Tại sao khi lên nóc nhà phụ nữ lại hay co giật cà tưng vậy hả chị Quỳnh? những ông lần đầu tiên thấy hiện tượng này thì chắc là đang lo lắng và lo sợ lắm đúng không còn những ông mà thường xuyên thấy cái hiện tượng này rồi thì chắc là đang cười tủm tỉm vì khoái chí à, giải thích cho cái lý do tại sao phụ nữ lại giật cả tưng khi trả bài bởi vì lúc này cô ấy đã chạm tới đỉnh của hưng phấn và nó kích thích đến dây thần kinh trung ương dẫn đến tình trạng đó là co cơ cơ này có thể co là cơ bụng hoặc là cơ tà toàn thân tuy nhiên ý thì cái tình trạng co cơ này chỉ diễn ra trong khoảng vài giây thôi là kết thúc, tức là lúc đấy cô ấy đang đạt được khoái cảm đỉnh cao. Nên ấy, một người đàn ông mà làm cho phụ nữ co cơ giật cả tưng như thế là một người đàn ông bản lĩnh anh em nhá. Nước màu trắng trong suốt ở cậu nhỏ thì có làm cho phụ nữ có em bé được không hả chị? Nhiều người cho rằng thì cái chất dịch bôi trơn ở trong đầu cậu nhỏ thì không thể nào có em bé được. Tuy nhiên đấy là một suy nghĩ rất là sai lầm. À, chất dịch bôi trơn trong đó có nồng nọc em nhé Tuy nhiên là nó không nhiều giống như là cái tinh trùng đàn ông xuất ra khi trả bài thôi à, Nếu để nói là có em bé hay là không thì vẫn có tỷ lệ có em bé Tuy nhiên nó là hên xui em nhé nên là nếu như mà đàn ông muốn tránh có em bé 100% thì nên sử dụng ba con sói từ đầu đến cuối cuộc yêu anh em nhá. Quỳnh ơi, anh sử dụng kẹo đổi gió của nhà em cứng quá. Nếu mà gãy thì em có đền cho anh được không? Anh ơi, anh yên tâm 100% cho em này Nếu như mà anh sử dụng đúng cách ấy Thì không thể nào gãy được Kẹo đổi gió của nhà em sẽ làm anh cứng đe, cứng đét Làm anh sung hơn, làm anh cứng hơn và sướng hơn Thậm chí anh trả bài lần hai mà anh vẫn sướng như lần đầu Còn em đảm bảo với anh luôn Anh sử dụng đúng cách em hướng dẫn Thì không bao giờ gãy được đâu anh nhá Còn nếu anh nào đang xem video mà cần em hỗ trợ với cái dòng này Thì cứ nhắn tin riêng cho em nhá